Kính chào cả nhà, kính chào quý vị khán giả đến với kênh thông tin của Thám Tử Cao. Bị đuổi rồi cả nhà ơi, buồn quá. Nãy lên livestream rồi nói chuyện xong rồi vợ nói là bây giờ anh nói chuyện hay quá, lên mạng nói chuyện hay quá, anh tài quá, anh giỏi quá. Anh ngon, anh cuốn đồ qua chỗ khác đi, anh đi kiếm người khác đi, đừng ở với tôi nữa. Em buồn quá, em đi lang thang. Em cuốn gói khỏi nhà. Cái nhà thấy ba lô không? Cái nhà thấy ba lô đi mà. Khi đi anh không có mang gì, chỉ ngoài cái ba lô và chiếc xe máy mười mấy năm trời. Ngồi trên cầu, một bên này thì là một bên này là một bên màu xanh nè, một bên là một bên màu đỏ nè, nghe không? Cái đèn này là ở trên cầu xe no các bạn, chủ yếu là để cho tàu ghe nó đi ngang nó biết ở đây là cái cầu. Chứ nó không có cái màu xanh màu đỏ này là không biết đây là cái cầu đó. Đêm nay chúng ta sẽ đi về đâu đây, đã bị đuổi rồi. Bởi ơi gầu quá quý vị khán giả ơi, làm drama thì bị đuổi drama, mà ở nhà thì bị vợ đuổi đi ra ngoài đường, thiệt gầu. Phải làm sao đây? Mình đi cất nhà cho người ta mà bây giờ không có nhà để ở. Thiên hạ bao la không có nhà để ở. Vô khách sạn kế bên hả? Ở đằng xa xa đó có cái nhà nghỉ cả nhà. Nhà nghỉ. Yeah. Bị đuổi rồi. Nãy có ai coi Linh Tí Bích Trâm không? Cái gì mà ma heo cá bảy màu mì xào sáu bố gì vậy? Ở đây là vị Thanh về đêm quý vị, rất là vắng vẻ. Hôm qua thì quý vị khán giả thấy là ở Hồ Sen đúng không? Đó. Bữa nay Thám Tử Cao quay cho cả nhà thấy là đây là khung cảnh ở trên cầu nha. Đó. Quý vị mà sáng mai mà có báo đăng á ha. Đó. Tự nhiên báo đăng với cái hình đôi dép gì là hiểu rồi đó. Thấy không? Chuyện gì tới rồi đó. Đây là dòng sông Sà No. Bây giờ gầu ghê, không biết ai chứa tôi đây. Vợ nói anh ngon quá, bây giờ anh qua anh coi anh đi ngon, anh đi ra ngoài đường coi có con nào nó cưu mang anh không, nó vớt anh không. Tôi xách ba lô đi ra ngoài đường mà dòm qua dòm lại, cũng có con gái đi ngang mà không ai vớt hết, đường nó vắng que gì nữa quý vị. Rồi đi đâu mà để tìm được người vớt đây, đúng không? Rồi sắp tới rồi kìa, chắc nó vớt lên xe luôn quá. Cái này nặng lắm ạ. À. Quéo 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 không được đâu, không ổn. Chơi cái này không vui. Cả nhà thấy hình ảnh rõ mà, rõ nét không nghe. Bây giờ trên mấy cái hội nhóm ấy thì hội nhóm sao kê gì ủng hộ con gái rồi sao kê gì, bây giờ thành hội nhóm xạo ke hết rồi quý vị. Người đi làm sao kê thì bị chửi, bị đăng bài chửi rủa mỗi ngày, xúc phạm nhục mạ rồi dùng đủ mọi chiêu trò bẩn bựa.
Còn người mà chạy sao kê thì lại được tung hô, ca ngợi như một vị thần. Tôi gầu ghê chứ, biết sống làm sao. Đến nỗi mà vô mấy cái hội nhóm kín mà cũng bị đuổi nữa. Bây giờ mấy cái hội nhóm sao kê tôi đề nghị là đổi chữ chữ nghe, đừng đổi để chữ sao kê nữa nghe. Yêu cầu mẹ con ve gì sao kê minh bạch. Tôi nghe tôi mắc gầu. Bây giờ yêu cầu mẹ con ve sao kê thì sao đây? Tẩy chay mẹ con nhà ve rồi ủng hộ sao kê gầu. Mà vô toàn thấy chửi luật sư Kha không? Giờ mình nói luật nhân quả đi, đúng không? Kiếp trước chứ ông Kha ông cản luật sư sao kê nè, thành ra giờ kiếp này ông luật sư Kha ông bị nhân quả báo ứng, đúng không? Luật sư Kha ông bị nhân quả báo ứng, ông bị gọi là bị người ta cản sao kê lại, quê vậy đi, gọn lẹ theo triết lý của nhà Phật quá hợp lý. Kiếp trước Tháp Lưỡi Cao là phụ nữ từng đuổi chồng ra đường, cho nên là kiếp này Tháp Lưỡi Cao bị vợ đuổi ra đường, đúng không ạ? À, nhìn thấy ba lô, xách ba lô đi nè. Mình nói có xách nó có chứng chứ không phải nói bậy đâu. Cái gì nhìn đi, làm bao nhiêu năm vợ cấp cho được cái ba lô rồi là xong rồi đó, trên một con xe máy cà tàng. Nếu mà thấy là đến nỗi mà giờ nhìn đi, cái xe mà người ta có tem phải không, xe này cũng không có tem nữa, không biết xe gì luôn, quên mất tên luôn. Hồi đó nhớ khi mua mà nó còn tem, bây giờ nó không còn tem, nó bị lột tem mà mất zin rồi cả nhà, xe không còn zin nữa. Có nỗi đau nào bằng cái nỗi đau này đó. Cho nên ngày mai quý vị nhớ đón đọc báo Hậu Giang nha. Chứ sau khi tôi lang thang lên cõi mạng, nhiều khán giả nhắn tin như Tháp Lưỡi Cao. Ơi, sao mà buồn quá Tháp Lưỡi Cao ơi. Có ai nhận bàn giao gì không em? Bàn giao lại kênh YouTube nè, bàn giao kênh TikTok nè, rồi bàn giao lại kênh Facebook nè. Nhìn không thấy chữ luôn nè. Tháp Lưỡi Cao buông ra mà rắc rối và cạn tình nghĩa này vài hôm, không xứng để Tháp Lưỡi Cao quan tâm. Tháp Lưỡi Cao giờ cần ve thì chắc chắn là giờ này chúng ta không được diệt nó rồi. Giờ có đi chửi lộn nó làm gì. Tháp Lưỡi Cao chỉ có mơ ước nhất là cho cần ve đi tù, mà giờ không làm được. Giống như kiểu là người ta đi yêu cầu bên kia tạm đình chỉ vụ án dân sự, không đình chỉ đơn khởi kiện nhân sự của bà Sáu không được, rồi người ta đình chỉ vụ sao kê. Thưa quý vị khán giả, bây giờ vụ sao kê đình chỉ vô thời hạn, chính xác là như thế. Tôi cũng không biết là bây giờ chống đánh xuôi mà càng thổi ngược. Cuối cùng là cái ông luật sư mà ông làm cái vụ sao kê đó, ông xách cái cặp cá sấu đó, rồi ông đội cái ấy lên đầu đó. Tôi không biết là bây giờ ông đang làm vụ sao kê nào nữa. Chết luôn. Ai có thể cho tôi biết rằng ông đang làm vụ sao kê nào hay không? Chứ chắc chắn là cái vụ mà sao kê của câu chuyện mà quý vị quan tâm gần một năm nay đó,
không? Là phải chờ chừng nào có thân phận thì mới làm được. Chắc chắn là như vậy. Hiện tại bây giờ là sao kê mà quý vị quan tâm trên mạng đó là không được đâu nha. Bây giờ nó thành là cái gì ta, vụ việc drama của gia đình. Yeah, nó là của gia đình nữa các bạn, drama của gia đình là các YouTuber mà phân tích rồi bình luận rồi ý kiến cái cò này kia đó, luật pháp cái gì đó đó là dẹp đó. Bây giờ chỉ để những YouTuber một là trong gia đình làm đó. Hai là những YouTuber mà lên chửi làm đó. Ba là những YouTuber mà đi quay phim hình ảnh của gia đình làm. Còn anh em YouTube của mình thì cuốn gói ra đường hết. Thật sự là như vậy. Mình chỉ biết cười chứ biết sao giờ. Nhưng mà mình có rời đi không? Mình đi ra đường thôi chứ. Quay xe thì không quay, đúng không? Đuổi gì chưa chắc đi, mình đi, mình đi đó không gió hồi mình về chứ. Sự thật nó hơi phũ phàng. Đây quý vị khán giả, các chắc là lâu lắm mới thấy một chiếc xà lan đúng không? Nhiều người đâu có dễ được thấy cảnh này. Rõ nét không cả nhà? Đây là một chiếc xà lan chở cát nha. Cát này là cát ở sông Tiền, sông Hậu. Đại loại là cát này bây giờ là một cái thứ rất là quý hiếm nha. Cái này là của Long An, ghe của Long An, chắc là sông Tiền chở qua đây thì chở mấy công trình bự bự đó vô mấy xà lan cát. Cảnh sông nước thưa quý vị, đây là dòng sông Hậu đó. Quý vị thấy sông Tiền, đây là sông, đây là Hậu Giang đó nha, đây là dòng sông Hậu. Cát thì chở từ sông Tiền xuống tới sông Hậu, sông Hậu toàn sình không có nha. Tham đưa cao sang tá túc nhà họ bỏ hả? Dễ gì được. Qua bên đó không, mình không có nhu cầu ăn bún bò. Mình không biết hát cải lương sao tá túc được trong đó. Mai đu trên tham đưa cao hả? Tôi đã bị lừa. Thưa quý vị khán giả, tôi đã bị lừa. Đầu tiên tôi bị sạc thành lừa. Rồi bây giờ tôi bị người ta lừa. Cảm giác mình là một con lừa bị dắt mũi. Buồn. Buồn của tôi luôn. Hát bài buồn của tôi. Về Hậu Giang nó không có ồn ào như ở Sài Gòn quý vị. Tối nó rất là vắng vẻ. Trời ơi cái thứ này ha. Thứ này mà trời mà gió hiu hiu lạnh gì ha. Đó. Cặp đôi mà yêu nhau đó dẫn tay đi dạo tới mấy cái khách sạn này nè đó, xong rồi đi dạo lên đây lên cầu ngồi ngắm cảnh nè không. Chàng đứng sau nàng đứng trước. Tâm sự loài chim biển. Ngon lành cành đào. Đây là nhà nghỉ nè, xuống dưới dốc cầu này chút xíu chưa được 50 mét nữa là cái nhà nghỉ Sài Gòn Hotel Bành Kỳ. Kệ mình sẵn mình bia cho du lịch Hậu Giang các bạn. Ở đây có đặc sản là mũi nên là chịu khó một tí xíu, chàng đập mũi cho nàng. Hôm nay không có gắn mic thành ra là quên mang mic theo. Thành ra là nó hơi âm thanh nó hơi khó nghe cả nhà nha.
Ông nội thăm tôi cao tình trường ghê, giờ bị bây giờ hồi xưa là tình trường, bây giờ thì bị đuổi rồi, bây giờ ế rồi, giờ bị xài hết gọi là hết xí quách rồi, bây giờ coi như là bị đuổi ra đường. Đuổi ra đường mà ngồi hóng, nó giờ có ai vớt không mà không vớt đây nè. Bởi vì người ta nói khổ, bất tài vô dụng. Nó lợi dụng mình kiếm được hai đứa con, có nhà có xe rồi giờ nó đuổi mình ra đường, thấy không? Vậy mà nói hồi đó là gì, yêu anh nhất trên đời, thề non hẹn biển đồ, chỉ sông chỉ núi đồ, không? Tới lúc có hai đứa con ấy, nó toàn là lo cho con không. Tối nó chở con đi chơi, còn mình bỏ xó, gầu không? Bởi trên mạng bị lừa mà xuống ngoài đời cũng bị lừa nữa. Kiếp đàn ông cũng khổ lắm quý vị ơi. Phụ nữ lợi dụng kiếm được hai đứa con giờ nó bỏ bơ vơ ngoài đường nè, đau lòng lắm. Ai mà thích sự yên tĩnh, tĩnh lặng thì về với Hậu Giang. Dòng sông nó rất là yên bình và êm ả, có vị thấy không? Nhìn nè, nó đâu có sóng đánh đâu, thấy không? Nó rất là yên bình luôn, dòng nước nó yên bình cực kỳ. Tại vì nó có thuyền chạy mới mới có sóng. Còn nó có cái dòng từ đây xuống dưới kia là nhiều km lắm. Người ta đốt cái đèn led này nè, dài xuống 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 tới đuôi kia. Ở xa xa đằng kia là trung tâm thành phố. Đấy, cái chỗ mà cái đèn, cái chỗ mà cái cầu mà đèn chớp 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 đó là cái chỗ hôm qua mà mình livestream đó cả nhà. Đó gần gần đó đó. Đó không, cái đèn đẳng đó, là tích đẳng á. Quẹo trái là tới chỗ livestream. Thấy không? Còn đây là gần tỉnh ủy, bên này là tỉnh ủy, bên đây là khu đô thị. Khu đô thị này thì mới nhóm nhóm lên thôi, nhưng mà nó cũng không có rẻ. Giá của cái đô thị này thì hiện tại là khoảng tầm 4 đến 5 tỷ một căn, ba lầu gì đó, 4 5 tỷ một căn ha. Giờ ngân hàng ở khu này cũng nhiều, rất là ok luôn. Nhà thanh cao thì trên đường này, nhà mình ở đường này đó. Tít tít đằng kia xa xa chỗ đèn chớp chớp nè, có cái đèn chớp chớp tốt chứ. Để đọc comment cả nhà cái giờ kết quả ra sao thì cũng người nhà họ võ hưởng, vậy tại sao cộng đồng mạng phải quan tâm? Bây giờ mình quan tâm là vì cái gì ta? Không biết luôn á. Giờ hỏi suy nghĩ mình. Cuối cùng bây giờ thực sự là cái mục đích drama này, bây giờ chúng ta làm gì? Có nhà trả lời cho Tháp Tối Cao ơi. Diệt kền và ve. Mà trong khi đó bây giờ kền và ve muốn diệt á, là phải sao cả nhà? Nếu mà giờ mình muốn diệt kền và ve là mình phải sao? Phải cho nó đi tù đúng không? Phải làm sao kê đúng không? Chứ còn bây giờ chửi nó cả năm nay rồi làm gì được nó. Đó. Chửi nó còn khoái nữa. Giờ chửi hết lời hay ý đẹp rồi chửi đến cái lời ngu. Nó còn khoái nữa. Giờ ai cho tôi biết là bây giờ tôi phải làm sao? Kênh ve là không diệt, là người trong cuộc thì bảo là bây giờ cái drama này bây giờ nó bí mật lắm. Sao kê bây giờ nó bí mật rồi thì tôi đang thắc mắc là biết biết nói gì đây, không biết là nói gì nữa.
giống như vợ mình các bạn. Bây giờ kêu hỏi anh có yêu em không, giờ anh cũng không biết nữa. Yêu thì có yêu rồi đó, mà giờ hỏi yêu thì không thì tự nhiên thấy mắc cỡ, không biết sao trả lời. Chắc dễ gì hỏi câu đó, đúng không? Ý, cái này có trăng sáng vằn vặt này cả nhà, không? Đây, đây là ánh trăng nha. Đó, nhà đây là ánh trăng nha. Còn có đèn bên này nữa là đèn nè. Đây là cái đèn nha. Còn bên này là ánh trăng nha. Đó, ánh trăng nha. Rồi vấn đề về thừa kế di sản, tài sản. Di sản của cố nghệ sĩ. Bây giờ chuyển lên tỉnh rồi. Lên trung ương rồi, à lộn, lên thành phố rồi. Thì bây giờ chuyển lên đó rồi cũng không biết làm sao luôn. Không biết tình hình sao luôn. Không biết là sắp tới có kiện tiếp ông thẩm phán thành phố không nữa. Lại yêu cầu đình chỉ, rồi lại yêu cầu kiện thẩm phán. Tại vì ở dưới, cấp dưới đã kiện thẩm phán rồi. Các bạn biết thẩm phán là cái gì? Cái hội đồng xét xử á, thường là có 3 ông nha. Đối với vụ án quan trọng là có 5 ông. 5 ông trong cái hội đồng xét xử. Thì cái người mà nếu mà thường thường á mà 3 người á thì sẽ có một người là thẩm phán và hai hội thẩm nhân dân. Hai hội thẩm nhân dân này á, thì là cơ bản là người nắm rõ về pháp luật, được tập huấn các lớp để tham gia vào hội thẩm nhân dân. Đó. Mà bây giờ á, cái người mà quyết định trong ba cái ông này đó, gọi là cái số 3 đó các bạn, đúng không? Số 3. Thì cái ông mà quan trọng nhất á là cái ông thẩm phán đó. Thấy không? Ông nghiên cứu hồ sơ vụ này là ông bị ăn tới 4 lá đơn kiện. Ông bị luật sư kính yêu của những người kia nha, không phải của chúng ta. Ăn 4 cái đơn kiện và yêu cầu đổi thẩm phán. Tức là đuổi đó. Nó đơn giản là đuổi thẩm phán chứ đổi cái gì mà đổi? Đuổi thẩm phán. Trời ơi, thẩm phán mà người ta còn đuổi nữa, luật sư là cái đớt gì? Luật sư không phải là cái ớt gì hết trơn á. Thấy dữ chưa? Các bạn đã hiểu được câu chuyện gì đã xảy ra đây chưa? Người ta viết đơn lên cấp cao hơn và người ta đòi đuổi thẩm phán. Chứ đổi cái gì mà đổi, đuổi. Yêu cầu anh không được làm vụ này nữa. Ghê chưa? Dạ, người ta rất là ngon lành. Và cuối cùng là theo như ý người ta, rất là vui các bạn, là vụ án này đã được chuyển lên cấp thành phố. Cái điều mà tôi đã nói từ trước. Thôi tôi đã nói từ trước đó là trời, bà cố ơi, bà làm mấy kiểu này rồi xong luôn, tiêu rồi. Người dùng từ bà cố luôn. Còn lại mẹ. Đó. Thì sao? Xong. Có một dòng sông. Mai cắt ghép clip nữa, đưa lên chửi nữa. Bây giờ tôi đang đứng trước trăng nè, đó. Rồi tôi đứng dưới dòng sông nè, gió thổi yêu hiu. Đang ngồi suy nghĩ. Không biết là ngày mai mình sẽ nói gì. Lại giống như là chị Ni cho bảo là gì? Hết chủ đề chắc đem mà Ni cho bèm. Làm gì sao được, đúng không? Chị Ni cơ bản đến giờ phút này chị đâu có lỗi gì đâu. Chị đến giúp Hồng Loan thôi mà. Đúng không? Xét về cho cùng mà làm sao mà coi được. Chừng nào mà chị Ni phải làm những cái chuyện mà gọi là vi phạm pháp luật hay tài đình vậy đó. Chứ còn mấy bạn kia bảo là gì? Nếu mà nói là hết chủ đề,
chủ đề thôi chứ mắc gì, đúng không? Không bêm kền bêm ve thì bêm mấy con đĩa đói để vui, còn không rồi qua nói ra mai khác. Chứ thật chất ra giờ mình cảm thấy nó có nhiều vấn đề nó vô vị lắm, thật sự nó vô vị. Sao kê không làm nữa thì thôi, tại vì vốn dĩ nó đâu có được thực hiện đâu. Kêu làm là làm gì vậy? Không thấy. Vốn dĩ là nó đã bỏ phế từ ngày 31 tháng 8. Sau khi mà thu thập thông tin dữ liệu xong thì nó đã vứt vào sọt rác rồi. Buồn cười. Rồi bây giờ ông Kha ông vô lụm lại, ông làm. À, thị ơi thị rụng bị bà để bà ngửi chứ bà không ăn. Nhưng mà bà để đó mà thằng nào mà rớ vào của bà để đó, mà thằng nào rớ vào là bà hốt đấy. Đây lại một chiếc xà lan nữa cả nhà. Đây là xà lan cát. Đây chưa? À, cái xà lan cát này thì nó đẹp hơn cái hồi nãy, đúng không? Nhưng mà nó không đầy, đúng rồi, nó phải đầy chút nữa mới lánh mới ấy. Nhưng mà đẹp, thấy không? Nhìn thấy xà lan cát không? Đó. Thường thì xà lan cát thì chạy đa số vào ban đêm là nhiều, ban ngày xe cộ tàu ghe nhiều, chạy đêm. Chạy này là đi ra ngoài đảo rồi đó. Đi mấy công trình lớn này thẳng hoài hoài tới luôn là ra biển. Dạ. Đường này đi ra biển đó nha. Đây là tuyến vận tải hàng hóa logistics huyết mạch của miền Tây. Sông rất là sâu nha. À, bạn nào mà không biết bơi phóng đây hơi mệt. Kể cả khi là biết bơi vô đây mà muốn bơi vô bờ cũng là một cái điều cũng khá là mệt chứ không phải đơn giản. Khám Tư Cao xin được nói lại một lần nữa nha. Hồng Loan, Hồng Loan là người lên mạng kêu gọi để cộng đồng mạng làm sáng tỏ, minh bạch, rõ ràng, giúp đỡ, kêu gọi những ai đã đóng góp tiền, gửi tiền, thu thập thông tin số liệu để làm sáng tỏ danh dự, lấy lại danh dự cho ba. Và Hồng Loan là người kêu gọi mọi người giúp đỡ, kêu gọi các anh em YouTuber đến để giúp đỡ. Mình không dám nói là mình giúp đỡ, mình là người ủng hộ cái việc đó thôi. Mình chỉ là người ủng hộ. Và mình lên tiếng nói để tìm kiếm, vừa tìm kiếm vừa lên tiếng nói. Mình không dám nhận là mình người có ơn, có nghĩa gì ở đây hết. Nhưng mà Hồng Loan là đối tượng để giúp đỡ, không phải là idol. Idol của tôi là cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Những ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng. Hồng Loan là giống như thằng cu bẩn nó nói đó, cô gái tội nghiệp. Hồng Loan chỉ là một cô gái tội nghiệp thôi trong mắt mọi người vào thời điểm đó. Nhưng hiện tại bây giờ Hồng Loan được trưởng thành rồi, Hồng Loan có điều kiện kinh tế rồi và giờ làm giám đốc lớn rồi, làm ca sĩ nổi tiếng rồi. Và bữa tiệc nào thì cũng đến lúc tàn, đúng không ạ? Chứ đâu có vĩnh viễn đâu, đâu có gì là trường tồn bất diệt được. Nếu mà
còn làm sao kê thì Thanh Bì Cao quan tâm, còn hết làm sao kê thì câu chuyện đó nó cũng không còn ý nghĩa gì hết. Mình nói rõ vậy thì mình giữa chọn là làm không làm thôi, còn không làm cách này thì mình sẽ làm cách khác. Không làm sao kê này thì mình làm sao kê khác, nó vui hơn. Không làm drama này thì mình làm drama khác. Và mình nói rõ là mình không bao giờ quay xe, tại vì chiếc xe này của mọi người mà, của khán giả mà, đúng không? Không quay xe. Chỉ vấn đề là chúng ta nên xác định lại cái hướng đi của mình, đúng không? Vẫn là đi lên phía trước, chứ đường một chiều mà. Đường này là đường một chiều cả nhà, đố nào dám quay xe. Quay xe qua đó là có camera giám sát ở trên đây nè, đúng không? Cái đường một chiều này là không có đường quay xe nha. Muốn quay xe đó là phải chạy lên tới đằng kia đó, rồi đầu đi qua bên đi kia đường, xong rồi đi vòng ngược lại rồi mới đằng kia, mà cũng không có chỗ quay xe luôn. Vốn dĩ là không có chỗ quay xe trên đường một chiều, được chưa? Đường này có một chiều, một chừng nào mà đường như dưới đó đó, đó dưới đó quay xe được đó, được chưa? Đường bên đây quay xe được nè, đúng không? Đường này mà quay xe đóng tiền phạt, ok không? Ok không cả nhà? Đó, nên Thanh Bì Cao mà tối nay mới ngồi suy nghĩ dữ lắm, mới gọi là tức cảnh sinh tình đi qua đây quay cho cả nhà thấy chỗ này là cấm quay xe, cấm quay đầu. Xích đẳng nó còn có cái bảng nữa kìa, cấm rẽ trái mà cấm quay đầu luôn đó. Ở đẳng có cái bảng cấm quay xe, để quay cho cả nhà coi biết còn không nữa, lâu quá rồi. Đường này có một chiều thôi cả nhà ơi. Để đi quay cho cả nhà coi nha. Chỗ này là cấm rẽ phải mà cũng cấm quay đầu luôn, nên chỉ có thể đi thẳng thôi. Chúng ta là đi vô đường này gọi là đường cấm, tại vì á, cái người mà chúng ta ủng hộ là có nghệ sĩ ưu tú U Linh đó, ngưỡng mộ thương ông ấy, nên tội nghiệp con gái ông thôi. Đây ha, đó, thấy cái bảng này không? Cấm rẽ phải và cấm quay đầu. Đường này đâu có được ghé, được quay xe đâu. Mặc dù là giờ tới ngã ba nè, tới đó là rẽ phải được đó, mà nó cấm nè, không cho đi nè, thấy không đó. Cấm quay xuống đây luôn, đường này đi lên thôi, không có được đi đây, được chưa? Cho nên mà muốn đi thì đi thẳng tới, ok chưa? Cũng giống như cái drama này vậy đó. Cấm, không có được quay đầu, không có được quay xe. Nên vui vẻ không bảo nha. Lần đầu tiên bình luận ha. Con đã coi nãy có vị khán giả tên là Liên Phan. Dạ, chào cô Liên Phan. Lần đầu tiên bình luận, không biết bình luận, không biết coi live stream mà phải vô đây để bình luận một cái. Mỗi khi mà mình bị vợ đuổi đó cả nhà, là tìm những nơi vắng vẻ mà mát mẻ, thoải mái đó, đi vòng rồi xong rồi về nó thoải mái, ngủ ngon à. Dạ. À, nói gần nói xa chẳng qua là nói thiệt. Cái drama này làm cũng cả năm rồi. Drama bà Hằng cũng kéo dài năm cả nhà. Từ tháng 3 tháng năm này tới tháng 3 năm sau.
Rama này cũng gần năm rồi, cũng sắp kết thúc rồi, sắp kết thúc Rama rồi cả nhà. Còn cái vụ án này kia thì thật sự bây giờ nó biến thành cái vụ án gọi là không biết chừng nào mới kết thúc nữa, thành cái vụ án gia đình này. Tại vì thực tế các bạn thấy một điều rằng là Hồng Loan giờ đâu có lên mạng kêu mọi người ơi giúp con nữa, đúng không? Ngày xưa đó thì Hồng Loan là kêu mọi người là mọi người ơi giúp con, đúng không? Để là cung cấp thông tin, lấy dữ liệu để nọ đó, để chung tay với nhau để là vạch mặt ông Sạc Thành đó. Cái miệng của ông Sạc đó, ông ghê lắm, đúng không? Đó. Kêu gọi mọi người là chung tay để vạch mặt Sạc Thành. Vạch mặt là Tiên Ngáo, vạch mặt là mẹ con bà Sáu và bà Lũ Tay Sai đó. Nhưng bây giờ Hồng Loan đâu có kêu gì nữa. Thì đố quý vị như vậy giải biết giờ Hồng Loan kêu gì. Giờ Hồng Loan lên mạng không kêu gì, kêu gì. Mình không bao giờ cảm thấy hối hận khi tham gia vào drama này. Không có hối hận. Mình nhận được rất là nhiều những cái bài học. Và đồng thời là có được ít nhất là bao nhiêu ta? 8 căn nhà. Ít nhất là 8 căn nhà từ thiện cho bà con nghèo. Như vậy là cũng được rồi, đúng không? Với cái duyên lành của quý vị gieo là làm một cái drama mà được 8 căn nhà, bị chửi một chút cũng không sao. Nói thì nói thì cũng nhờ drama này mới được gieo duyên lành làm nhà từ thiện cho bà con. Vậy thôi, tới mình vậy là mình vui rồi. Các bạn thấy nhiều khi mà giờ lỡ mà nói chuyện mà mít lòng vợ câu thì nó đuổi ra đường thì không có nhà ở đó. Giờ có muốn mà đi ở gầm cầu á, đúng không vị? Cái gì cái với nó thật chứ ở Vị Thanh này á là nó không thiếu gầm cầu cả nhà nha. Đó, Vị Thanh này là có 4 cái gầm cầu, 6 cái gầm cầu lận, 6 gầm cầu lớn mà đó. Mình kẹt kẹt mình ở gầm cầu nhưng mà mình thấy người ta có nhà mình mừng lắm. Đôi khi chỉ ước là có một cái nhà thôi. Nên làm drama này á thì rất cảm ơn quý vị khán giả đã chung tay, đã đồng hành. Cũng không biết nói sao giờ, thôi mình chắc kết thúc livestream đây đi. Mai có tin gì mới thì cập nhật nha. Xin chúc ngủ ngon và kính chào, hẹn gặp lại nha. Không quay xe nha. Nhưng mà đến đây thôi.